chào tất cả các em học sinh đang học trên truyền hình. Cô tên là Trần Thị Cỏ Mây, giáo viên của trường Đại học Quang Trung. Hôm nay cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các em trong tiết học môn tiếng Việt 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ học bài 5, ôn tập và kể chuyện của chủ đề 11, Bạn Bè. Cô mời các em quan sát tranh. Hôm nay đồng hành cùng chúng ta có hai bạn nhỏ rất đáng yêu. Bây giờ chúng ta cùng hai bạn nhỏ ôn lại các vần mà chúng ta đã học trong tuần này nhé. Cô mời các em đọc cho cô nào. Cô mời các em đọc cùng cô. An, ăn, ân, an, ơn, en, un, in, on, ôn. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và phân tích cho cô vần an nào. Vần an gồm âm A đứng trước, âm N đứng sau. Vậy vần in? À đúng rồi, vần in gồm âm I đứng trước, âm N đứng sau. Vậy vần ôn? Vần ôn gồm âm O đứng trước, âm N đứng sau. Vậy các vần đó có điểm gì giống và khác nhau? Đúng rồi, các vần đó đều được ghép bởi hai âm và có âm cuối là âm N. Vậy khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở âm đầu. Vần an có âm A là âm đầu. Vần ăn có âm Á là âm đầu. Vần ân có âm Ở là âm đầu. Vần en có âm E là âm đầu. Vần ơn có âm Ơ là âm đầu. Vần en có âm E là âm đầu. Vần un có âm U là âm đầu. Vần in có âm I là âm đầu. Vần on có âm O là âm đầu. Vần ôn có âm O là âm đầu. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô các tiếng có chứa các vần mà chúng ta vừa ôn tập nào. Cô tìm được các tiếng có chứa vần an la. Cô mời các em đọc lại cùng cô nào. Bàn, can, lan. Vân ăn, sẵn, rắn, khăn. Vân ấn, cân, lân, chân. Vân én, sen, đen, chèn. Vân én, tên, sen, bên. Vân in, nhỉ, xin, nhìn. Vân on, con, son, lon. Vân ốn, khôn, trốn, tồn. Vân ớn, sơn, lờn, đơn. Vân ún, bún, lùn, nhún. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có tiếng chữa vân mà chúng ta vừa ôn tập nào. Các em hãy nghe bạn nhỏ của cô nói gì nhé. Hồ làng đẹp quá. À vậy trong câu của bạn có tiếng nào chữa vân mà chúng ta vừa ôn tập? Đúng rồi, đó là tiếng lan chữa vân an. Bây giờ các em hãy phân tích cho cô tiếng lan nào. Tiếng lan gồm âm L đứng trước, vân an đứng sau. Tiếp tục nghe bạn nhỏ của cô nói gì nhé. Chúng em chơi trốn tìm rất vui. À về trong câu của bạn nhỏ thứ hai của cô nói thì có tiếng gì chữa vân mà chúng ta vừa ôn tập? Đúng rồi, đó là tiếng trốn. Bây giờ các em hãy phân tích cho cô tiếng trốn nào. Tiếng trốn gồm âm trờ đứng trước, vần ôn đứng sau, dấu sắc trên đầu âm ô. Để giúp các em luyện đọc tốt hơn, cô có bài đọc sau. Bài đọc này có tên là gì? À, cô mời các em đọc cho cô nào. Đọc cùng cô. Cún và mèo. Đây là một bài thơ đó các em ạ. À. Bài thơ này, vậy ai là sáng tác bài thơ này? Để biết được, cô và các em cùng đọc nhé. Hải An. Hải An chính là tác giả của bài thơ Cún và mèo. Trong bài thơ này có 3 khổ thơ. Mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ.
Mỗi dòng thơ có 3 chữ. Chữ đầu mỗi dòng thơ được viết hoa. Cuối mỗi khẩu thơ có dấu chấm. Khi đọc, các em chú ý, chúng ta sẽ ngắt hơi ở cuối mỗi dòng thơ và nghỉ hơi ở dấu chấm. Các em lắng nghe cô đọc mẫu. Cún và mèo. Mèo đi học, quên bút chì, lấy gì ghi, mèo nhăn nhó. Cún thấy thế, bèn lại gần, và ân cần, bút đây bàn. Cô vui vẻ, khen cún con, đã lớn khôn, nhờ chia sẻ, hải an. Trong bài thơ này có một số từ đọc dễ sai, các em cần lưu ý. Các em nghe cô đọc lại. Nhăn nhó, ân cần, lớn khôn. Cô mời các em đọc nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất, cô mời các em đọc. Cô mời các em đọc cùng cô. Mèo đi học, quên bút chì, lấy gì ghi, mèo nhăn nhó. Luyện đọc khổ thơ thứ hai nào. Đọc cùng cô. Cún thấy thế, bèn lại gần, và ân cần, bút đây bàn. Luyện đọc khổ thơ thứ ba. Các em đọc cùng cô. Cô vui vẻ, khen cún con, đã lớn khôn, nhờ chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc toàn bài. Cún và mèo. Mèo đi học, quên bút chì, lấy gì ghi, mèo nhăn nhó. Cún thấy thế, bèn lại gần, và ân cần, bút đây bàn. Cô vui vẻ, khen cún con, đã lớn khôn, nhờ chia sẻ, hải an. Giờ các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi. Khi đi học, mèo gặp phải chuyện gì? À đúng rồi, khi đi học, mèo quên bút chì. Thấy vậy, cún con làm gì? À, thấy vậy, cún con cho bạn mượn bút chì. Vậy, vì sao cô giáo khen cún con? Là, à đúng rồi, vì cún con biết giúp đỡ bạn bè trong khi bạn gặp khó khăn. Bây giờ các em hãy tìm cho cô các tiếng có chữ vâng mà chúng ta vừa ôn tập trong bài thơ này nào. Đó là các tiếng quên chữ vâng en, tiếng nhăn chữ vâng ăn, tiếng cún chữ vâng un, tiếng bèn và tiếng khen chữ vâng en, tiếng gần và từ ân cần chữ vâng ân, tiếng bàn chữa vân an, tiếng lớn chữa vân ơn, tiếng con chữa vân on, tiếng khôn chữa vân ôn. Bây giờ cô mời các em đọc lại bài thơ này một lần nữa cùng cô nhé. Cún và mèo. Mèo đi học, quên bút chì, lấy gì ghi, mèo nhăn nhó. Cún thấy thế, bèn lại gần, và ân cần, bút đây bàn. Cô vui vẻ, khen cún con, đã lớn khôn, nhờ chia sẻ, hải an. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang hoạt động luyện viết nhé. Hôm nay chúng ta sẽ viết cụm từ ứng dụng. Cô mời các em đọc cho cô cụm từ này nào. Đọc cùng cô. Gắn, bỏ, chia, sẻ.
Các em lưu ý, khi viết, các em cần viết liền nét, đảm bảo độ rộng và độ cao của các con chữ. Ở đây con chữ G, chữ B, chữ H cao 5 ô ly, các con chữ còn lại cao 2 ô ly. Để rõ hơn cách viết, cô mời các em quan sát. Cô mời các em giờ vở tập viết trang số 32. Viết cho cô bài số 5. Các em đọc lại cho cô nào. Đọc cùng cô. Gắn, bó, chia, sẻ. Các em lưu ý bài viết này các em sẽ thực hiện sau khi kết thúc tiết học. Bây giờ để giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học, cô có bài tập sau. Cô mời các em đọc nào. Đọc cùng cô. An, ơn, em. Dấu 3.5 ở góc này có nghĩa là các em sẽ chọn một trong ba vần chúng ta vừa đọc và điền vào dấu 3 chấm để tạo thành từ hoàn chỉnh. Cô mời các em quan sát tranh. Đây là hoa gì? À đúng rồi, đó là hoa sen. Các em nghe cô đọc lại. Sen. Vậy chúng ta sẽ điền vần gì vào đây nhỉ? À, chúng ta sẽ điền vần N. Các em đọc lại cho cô nào. Đọc cùng cô. Sen. Cô mời các em quan sát tiếp. Đây là con gì? À, đúng rồi. Đây là con ốc sen. Các em lắng nghe cô đọc lại. Ốc sen. Vậy chúng ta sẽ điền vần gì vào đấy? Đúng rồi, chúng ta sẽ đưa điền vần en. Các em đọc lại cho cô nào. Đọc cùng cô. Ốc sen. Các em à, ốc sen thường sống ở những nơi ẩm ướt. Thức ăn chính của nó là cây cỏ, mầm non, rễ cây và quả chín. Cô giới thiệu với các em, đây là cá thờn bơn. Các em nghe cô đọc lại. Cá thờn bơn. Vậy chúng ta sẽ điền vần gì? Cô sẽ điền vào đây vần ơn. Các em đọc lại nó. Cá thờn bơn. Các em à, cá thờn bơn mực là một loài cá sống ở đại dương và ở cả những vùng nước ngọt. Cá thờn bơn ăn rất ngon, nên khi mẹ nấu các em nhớ ăn nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng thư giãn nhé. Yeah.
Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang một hoạt động mà các em sẽ rất là thích, đó là hoạt động kể chuyện. Và câu chuyện hôm nay của chúng ta có tên là gì? Cô mời các em đánh vần và đọc trơn nào. Đọc trơn cùng cô. Bàn mới của khỉ con. Đây là bốn bức tranh tương ứng với nội dung của câu chuyện. Các em quan sát tranh và cho cô biết có những nhân vật nào xuất hiện trong câu chuyện này. Đó là bàn khỉ con, cụp mèo, mèo con và chuột. Vậy đã có chuyện gì xảy ra với các nhân vật đó? Cô mời các em lắng nghe cô kể câu chuyện. Một hôm, khỉ con trông thấy trên cành cây cao có một tổ chim mới. Nó rất vui và tìm đến nhà bạn mới để làm quen. Nhưng lần nào đến, người hàng xóm mới cũng ngủ say. Khỉ con không thể gặp được. Nó lấy làm lạ, sao bạn ấy ngủ suốt ngày thế? Phải thức dậy, làm việc cùng mọi người chứ. Khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp. Nhìn dấu chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sẽ nhờ mèo đến đuổi chuột giúp. Nhưng ngay đêm ấy, tiếng chít chít khiến khỉ con thức giấc. Nhìn ra vườn, khỉ con thấy con gì đó lao xuống, bắt tên chuột đầu đàn. Cả con chuột khác hoảng sợ chạy tán loạn. Sáng hôm sau, khi nghe khỉ con kể lại, mèo con nhìn lên tổ chim trên cành cây cao rồi nói: "Cụ mèo đã bắt chuột giúp cậu đấy. Cậu ấy ngủ nướng cả ngày. Cậu ấy phải ngủ ngày để ban đêm bắt chuột." Lúc ấy, khỉ con mới hiểu người bạn mới không hề lười biếng. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện nhé. Cô mời các em quan sát bức tranh số 1. Các em thấy khỉ con đến tìm cụ mèo. Nhưng lúc này cụ mèo đang ngủ rất say. Vậy khỉ con nói gì? Bạn ấy lại ngủ nữa rồi. Vậy khỉ con còn có những suy nghĩ như thế nào về cụ mèo nữa? Các em lắng nghe cô kể nội dung của bức tranh số 1. Một hôm, khỉ con trông thấy trên cành cây cao có một tổ chim mới. Nó rất vui và tìm đến nhà bạn mới để làm quen. Nhưng lần nào đến, người hàng xóm mới cũng ngủ say. Khỉ con không thể gặp được. Nó lấy làm lạ, sao bạn ấy ngủ suốt ngày thế? Phải thức dậy, làm việc cùng mọi người chứ. Vậy sau khi rời nhà của mèo, khỉ con đã thăm vườn ngô. Khỉ con thấy gì ở vườn ngô? Khỉ con thấy những quả ngô rơi vãi giữa đất. Gương mặt của khỉ con ngỏ vẻ rất tức giận và nghĩ đến việc nhờ mèo đuổi chuột. Vậy ở vườn ngô đã có chuyện gì xảy ra? Cô mời các em nghe cô kể nội dung của bức tranh số 2. Khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp. Nhìn dấu chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sợ nhờ mèo đến bắt chuột giúp. Cô mời các em quan sát tiếp bức tranh số 3. Sự việc xảy ra trong bức tranh số 3 vào ban đêm. Vậy đêm ấy ở vườn ngô có việc gì xảy ra? Các em lắng nghe cô kể câu chuyện của bức tranh số 3. Nhưng ngay đêm ấy, tiếng chít chít khiến khỉ con thức giấc. Nhìn ra vườn, khỉ con thấy con gì đó lao xuống, bắt tên chuột đầu đàn. Cả con chuột khác hoảng sợ chạy tán loạn. Vậy có phải mèo con đã giúp khỉ con bắt chuột không? Để biết được, cô trò chúng ta cùng chuyển sang bức tranh số 4. Các em quan sát trong bức tranh số 4, khỉ con và mèo con đang nói chuyện với nhau và cùng nhìn lên tổ chim của cụ mèo. Vậy hai bạn đang nói gì? Các em lắng nghe cô kể tiếp nội dung của câu chuyện. Sáng hôm sau, khi nghe khỉ con kể lại, mèo con nhìn lên tổ chim trên cành cây cao rồi nói:
Cú mèo đã bắt chuột giúp cậu đấy. Cậu ấy ngủ nướng cả ngày. Cậu ấy phải ngủ ngay để ban đêm bắt chuột. Lúc ấy, khi con mới hiểu, người bạn mới không hề lười biếng. Chúng ta vừa kể từng đoạn câu chuyện tương ứng với tranh minh họa. Bây giờ các em sẽ nghe lại câu chuyện thêm một lần nữa nhé. Bạn mới của khỉ con. Một hôm, khỉ con trông thấy trên cây cao cạnh nhà có một tổ chim mới. Nó rất vui và tìm đến nhà bạn mới để làm quen. Nhưng lần nào đến, người hàng xóm mới cũng ngủ say. Khỉ con không thể gặp được. Nó lấy làm lạ. Sao mấy bạn ấy ngủ suốt ngày thế? Phải thức dậy làm việc cùng mọi người chứ. Khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp. Nhìn dấu chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sẽ nhờ mèo đến bắt chuột giúp. Nhưng ngày đêm ấy, tiếng chít chít khiến khỉ con thức giấc. Nhìn ra vườn, khỉ con thấy một con gì đó lao xuống bắt tên chuột đầu đàn. Các con khác hoảng sợ chạy tán loạn. Sáng hôm sau, nghe khỉ con kể lại, mèo con nhìn lên tổ chim trên cành cây cao rồi nói: "Cú mèo đã bắt chuột giúp cậu đấy. Cậu ấy ngủ nướng cả ngày. Cậu ấy phải ngủ ngày để ban đêm bắt chuột." Lúc ấy, khỉ con mới hiểu người bạn mới không hề lười biếng. À, các em vừa nghe kể câu chuyện lại một lần nữa. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi. Bạn mới của khỉ con là ai? À đúng rồi, bạn mới của khỉ con là cú mèo. Vậy khi biết cú mèo không hề lười biếng, khỉ con có yêu mến bạn ấy không? Chắc chắn rồi, khỉ con sẽ rất yêu mến bạn cú mèo. Vậy qua câu chuyện các em biết thêm gì về mèo và cú mèo? À, mèo thường bắt chuột vào cả ban đêm lẫn ban ngày, nhưng cú mèo thì ngủ ngày và bắt chuột vào ban đêm. Trong câu chuyện này, các em thích nhất nhân vật nào? Có bạn sẽ thích nhân vật khỉ con vì khỉ con trong sáng ngây thơ. Bạn ấy nghĩ ai cũng có thói quen sinh hoạt giống mình. Có bạn sẽ thích cú mèo vì cú mèo biết giúp đỡ người khác nhưng không hề nói ra. Các em à, mỗi người đều có một đặc điểm, tính cách và thói quen riêng. Tất cả đều có điểm hay. Chính vì vậy, khi quan sát về bạn, các em khoan vội đánh giá mà hãy tìm hiểu kỹ về bạn các em nhé. Tiết học hôm nay chúng ta đã cùng nhau củng cố lại các vần mà chúng ta học trong tuần này và cùng nhau luyện kể câu chuyện bạn mới của khỉ con. Về nhà, các em nhớ kể lại câu chuyện cho ba mẹ và người thân được nghe nhé và hoàn thành vở tập viết. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.